vị khán giả đang theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Thưa quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay Ngọc Hương rất vui bởi vì chương trình Món Ngon Mỗi Ngày mang đến cho tất cả chúng ta một đầu bếp mới, đó chính là cô Thu Hà, giảng viên trường Trung học Nghiệp vụ Du lịch và Khách sạn Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào quý vị khán giả. Đến với chương trình hôm nay, tôi sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả một món rất quen nhưng mà cũng khá mới lạ, và điều quan trọng, đây là món khoái khẩu của rất nhiều trẻ em nữa đó. Cô Hà hay thiệt nha, lần đầu tiên xuất hiện với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày đã lấy lòng các bạn nhỏ rồi, mà cũng rất là phù hợp với không khí của ngày Quốc tế Thiếu nhi đang đến gần, phải không quý vị? Thật ra thì có một khán giả nhí đã gợi ý cho cô đó Ngọc Hương. Cách đây mấy hôm cô đi siêu thị và tình cờ nghe được mong ước của một cậu bé đang tâm sự với mẹ mình đó. Ủa, cậu bé tâm sự cái gì mà Ngọc Hương thấy cô Hà vừa phấn khởi nè, mà cũng hơi bí bí mật mật nữa chứ? Thưa quý vị khán giả, cậu bé đã nói với mẹ rằng con rất thích những ngày nghỉ của mẹ vì con sẽ được ăn một món chiên khoái khẩu của con nè. Nhưng mà mẹ làm lâu quá à, cho nên là không có thời gian chơi với con. Con muốn là mẹ sẽ làm món này nhanh 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 lên để có thật nhiều thời gian chơi với con đó. Ngọc Hương thấy là mơ ước của cậu bé này như thế nào? Ngọc Hương thấy mơ ước của cậu bé này rất là chính đáng. Và đặc biệt đây cũng là mong muốn của các bạn nhỏ nữa. Bởi vì vào những ngày nghỉ thì các bạn nhỏ đều mong muốn ba hoặc là mẹ của mình sẽ có nhiều thời gian gần gũi với mình hơn. Vậy thì cô Hà phải đưa ra một món ăn nào để phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của các bé thôi. Đó cũng chính là lý do mà hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả và Ngọc Hương món gà chiên giòn mới lạ này. Nguyên liệu chúng ta cần có là 4 cái đùi gà, 1 gói bột chiên giòn crispy fry, 1/3 miếng đậu hũ non, và gia vị thì gồm có dầu ăn, tiêu sọ xay, muối và sốt mozzarella. Cô Hà ơi, Ngọc Hương thấy trong phần nguyên liệu để thực hiện món gà chiên giòn thì rất là đơn giản. Nhưng mà không biết là đậu hũ non thì mình sử dụng như thế nào trong món này hả cô? Chút nữa Ngọc Hương và quý vị khán giả sẽ biết ngay thôi. Nào bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nha. Thịt gà này mua về sau khi rửa sạch thì quý vị nhớ để là cho thật ráo nước. Quý vị khán giả lưu ý là chúng ta nên chọn gà tươi và ngon. Cách tốt nhất là nên chọn mua ở những nơi có uy tín. Nhưng mà Ngọc Hương không biết là khi mà mình mua lẻ đó cô Hà, là đùi riêng, cánh riêng thì mình phải lựa như thế nào cho ngon hả cô? Chúng ta sẽ lựa gà có lớp da ngoài màu vàng sáng hoặc là trắng mà không có những vết bầm hay trầy xước. Tiếp theo thì chúng ta sẽ khứa trên đùi gà những đường để khi chúng ta ướp vô thì gia vị sẽ thấm vào bên trong và thịt gà chiên sẽ nhanh chín. Ngọc Hương sẽ lưu ý điều này với quý vị khán giả. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ khứa xéo trên đùi gà 2-3 đường. Như vậy khi ướp thì gia vị sẽ thấm vào trong đùi gà và đặc biệt là thịt gà sẽ chín từ bên trong. Sau đó chúng ta sẽ rắc bột chiên giòn crispy fry lên. Ủa cô Hà ơi, mình chỉ rắc bột crispy fry này vô rồi, không biết là mình có nêm thêm cái gì nữa không hả cô? Đối với bột chiên giòn crispy fry này thì chúng ta sẽ không tẩm ướp gia vị gì vào gà bởi vì trong bột đã có sẵn gia vị rồi đó Ngọc Hương. Dạ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ phủ bột xung quanh cái đùi gà và chúng ta nhớ là chúng ta sẽ trét bột vào bên trong những cái đường cắt này. Cô Hà ơi, mình làm như thế nào để chiên gà được vàng, được giòn và thịt phải chín hả cô? Trong lúc chờ chảo dầu nóng thì tôi sẽ hướng dẫn quý vị khán giả và Ngọc Hương cách chiên gà ngon. Đó là chúng ta sẽ đợi cho chảo dầu nóng và chúng ta sẽ bỏ gà vào chiên. Khi bên ngoài lớp gà đã tạo ra một vỏ cứng thì chúng ta bớt lửa vừa để gà có thời gian chín bên trong. Quý vị khán giả cũng nhớ điều này nhé, là trước khi chúng ta bớt gà ra khoảng nửa phút thì quý vị sẽ vặn lửa to lên một chút giúp đẩy hết dầu ở trong thịt gà ra. Như vậy món ăn của chúng ta sẽ không bị ngán. Bỏ gà vào xong thì chúng ta sẽ nhỏ lửa để gà có thời gian chín. Và bây giờ thì cô nhờ Ngọc Hương xem chừng cái chảo gà chiên này giùm cô nha. Dạ. Đậu hũ này khi mua về thì chúng ta nên luộc qua nước sôi để bảo đảm vệ sinh. Sau đó thì chúng ta sẽ cắt hạt lựu. Cô thấy gà đã vàng rồi. Được chứ hả cô Hà? Rồi được rồi, bây giờ chúng ta bớt ra. Chúng ta sẽ cắt đậu hũ có kích cỡ là khoảng 3 ly. Dạ. Đậu hũ xong rồi, bây giờ thì mình trộn với sốt ha cô? Đúng rồi, cô sẽ hướng dẫn Ngọc Hương và quý vị khán giả cách trộn sốt. Chúng ta sẽ cho vào tô khoảng 1 muỗng rưỡi đậu hũ non. Rồi chúng ta sẽ cho một chút xíu muối và một chút xíu tiêu. Sau đó chúng ta sẽ trộn lên. Chúng ta trộn nhẹ tay thôi bởi vì lúc này thì đậu hũ cũng sẽ rất là dễ vỡ. Dạ. Tiếp theo chúng ta sẽ cho tiếp 4 muỗng sốt mozzarella. Và chúng ta trộn đều lên. Dạ.
rất là bắt mắt nha. Nhìn là Ngọc Hương đã muốn ăn lắm rồi đó cô Hà. Cô Hà ơi, cho Ngọc Hương một cái đùi gà nha. Rồi, tất nhiên rồi, cô Hà sẽ mời Ngọc Hương. Cảm ơn cô Hà. Mời Ngọc Hương thử. Ngửi mùi thì rất là thơm. Cô Hà ơi, hương vị thì rất vừa ăn, mà đặc biệt á là giòn rụm luôn. Quý vị khán giả thân mến, chúng tôi, những người thực hiện chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, rất hy vọng chương trình sẽ là một người bạn đồng hành để mang đến cho quý vị thật nhiều món ngon. Và hãy đừng quên liên hệ với chương trình qua hai cách thức quen thuộc. Quý vị có thể liên hệ bằng hộp thư 276 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc gọi điện thoại trực tiếp đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto 061-882-6188. Còn bây giờ, Ngọc Hương và cô Thu Hà xin được chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.